Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Ngọc Anh. Ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung con trai riêng của Thu Thủy, từng là cậu bé tăng động, giờ gây bất ngờ cực lớn với ngoại hình bảnh bao và tính cách chững chạc. Harry, con trai của ca sĩ Thu Thủy, sở hữu ngoại hình điển trai và được mẹ khen ngợi biết suy nghĩ, trưởng thành hơn khi ở tuổi lên 9. Mới đây, ca sĩ Thu Thủy đã đăng tải loạt ảnh kỷ niệm sinh nhật tuổi thứ 9 của con trai đầu lòng, bé Henry. Nhóc tí gây bất ngờ khi hiện tại đã cao vọt hơn trước, lại sở hữu gương mặt sáng, điển trai. Henry khá dạn dĩ và biết cách thể hiện mình trước ống kính như một người mẫu nhí chuyên nghiệp. Từ phong cách thời trang cho tới thần thái của con trai Thu Thủy khiến cộng đồng mạng dành nhiều lời khen ngợi. Bên cạnh chia sẻ loạt ảnh bánh bao của quý tử, Thu Thủy còn cho thấy sự trưởng thành, chứng trạng hơn của Henry thông qua lời tiết lộ về tính cách. Nữ ca sĩ không giấu sự tự hào và hạnh phúc vì cậu con trai 9 tuổi của mình ngày càng biết suy nghĩ. Mỗi năm con lớn hơn, biết suy nghĩ và trưởng thành hơn, ba mẹ sẽ đồng hành và dạy dỗ cùng nhau thực hiện ước nguyện của gia đình mình nhà con trai. Điều này chắc còn bên nè, ba mẹ yêu con rất nhiều, Henry. Sau khi nữ ca sĩ kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, cô là mẹ đơn thân một thời gian, rồi mới bước vào cuộc hôn nhân thứ hai cùng với Kim Nguyễn. Thu Thủy chia sẻ, Henry ngay từ những ngày đầu đã gọi Kim Nguyễn là ba và cả hai đều dành tình cảm yêu mến cho nhau. Tuy nhiên, vào năm 2019, gia đình nhỏ vướng ồn ào vì Kim Nguyễn giữ tay bé Henry trên livestream. Nhiều người cho rằng chồng trẻ của Thu Thủy đối xử tệ với con riêng của vợ. Thời điểm đó, cặp vợ chồng không lên tiếng thanh minh hay đôi co nhiều. Nhưng vài năm trôi qua, nhìn vào cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của bé Henry và cách cư xử thân thiết, tình cảm đối với bố dượng đã chứng minh điều ngược lại. Trong một cuộc trò chuyện vào năm 2023, vợ chồng Thu Thủy, Kim Nguyễn mới có dịp thẳng thắn nói rõ về sự việc gây xôn xao đó. Nữ ca sĩ cho biết, khi Harry còn nhỏ, cô đã đưa con đi khám và được bác sĩ dặn dò cần giảm ăn kẹo, chất ngọt, sữa có chất béo vì bé vốn tăng động. Vì là mẹ lần đầu nên Thu Thủy khá chiều con, khi nhóc tí tăng động đến mức nổi tiếng khắp trường mầm non. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc trên livestream khiến cả gia đình đứng trước làn sóng chỉ trích của cộng đồng mạng. Thu Thủy bộc bạch, ngày livestream là sau đám cưới, cả hai muốn lên để cảm ơn mọi người và cũng muốn Henry xuất hiện chút xíu, bởi ai cũng thích con. Nhưng khi con lên bắt đầu quậy này nọ, tôi cũng nói một lần rồi, nhắc nhẹ rồi, nhưng con vẫn không ngồi yên, làm sao cho con ngồi yên được, nó đang bị năng động mà. Khi đó chồng tôi mới kéo tay con xuống, dĩ nhiên con nít khi mình không cho chơi thì nó sẽ càng phản ứng, đến đoạn đó thì mọi người cắt. Mọi người thấy và nghĩ hành động đó là nhạy cảm, nhưng sau đó vẫn livestream bình thường, vẫn ngồi thì lại không thấy lấy đoạn đó, chỉ lấy đoạn con tôi khó chịu thôi. Kim Nguyễn cũng nói rằng, thời điểm đó anh thấy hoang mang khi bị dư luận phản ứng gay gắt, nhưng cuối cùng điều quan trọng nhất là Henry hiểu được tình cảm thật sự của mình. Thu Thủy cũng bật mí thêm, cô và chồng khá đồng điệu về nhau trong cách nuôi dạy con. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào hay hành động nào, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến con, cả hai đều hỏi ý kiến đối phương trước để cùng thảo luận. Kỳ Nguyễn là người thường xuyên quan tâm tới Henry, nhờ đó mà càng lớn cậu bé bắt đầu hiểu nhiều điều và thương ba mẹ hơn. Thu Thủy khen ngợi con trai ngoan, khá chững chạc, ít nói, biết nghe lời và phụ giúp ba mẹ những việc nhỏ. Dù lâu lâu Harry có chút bướng bỉnh, nhưng ba mẹ khuyên nhủ, giải thích rõ ràng thì bé vẫn nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Thu Thủy chính thức xác nhận đang mang thai con thứ hai ở tháng thứ 5, còn đăng ảnh rõ ràng vóc dáng hiện tại. Đông đảo khán giả liên tục gửi lời chúc tới Thu Thủy. Đồn đoán mang thai con gái ở tháng thứ 5 của Thu Thủy đã râm ran trong showbiz suốt vài ngày qua. Cho tới mới đây, cô mới chính thức lên tiếng xác nhận về thông tin này trên trang cá nhân. Người đẹp đăng tải bức ảnh gia đình hạnh phúc và để lộ bụng bầu lớn rõ, kèm lời cảm ơn. Cụ thể, Thu Thủy viết, xin chân thành cảm ơn tình cảm mà mọi người vẫn luôn dành cho gia đình nhỏ nha. Thật ra, Thủy chưa muốn công bố với mọi người vì muốn con khỏe mạnh cứng cáp hơn, rồi mới thông báo cho mọi người. Chia vui cùng gia đình Thủy, cảm ơn đã mang con đến với ba mẹ. Mẹ và ba mong con thật khỏe mạnh, anh hai Henry cũng mong em nè, ngày nào cũng ôm bụng mẹ để nói chuyện với em hết, cầu nguyện cho thiên thần của ba mẹ bình an vô sự nhà con yêu. Ngay sau khi đăng tải, nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được không ngớt những lời chúc mừng và hỏi thăm từ bạn bè, nghệ sĩ và đông đảo khán giả. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!